Đây là giao diện Musquit cũ, còn đây là giao diện Musquit mới. Với giao diện Musquit mới, các bạn sẽ có tổng cộng là 4 nút nhấn tương ứng với 4 tính năng như sau. Lưu ý nha. Tính năng đầu tiên đó chính là Ultimate. Đây là tính năng mà khi các bạn kích hoạt vào thì máy sẽ tự động disable hoàn toàn iGPU, sẽ chỉ sử dụng GPU rời để có thể gia tăng hiệu năng cho các bạn vào trong game. Cái nút Standard đương nhiên vẫn là cơ chế bình thường như bao cái laptop khác. Nếu như bình thường các bạn sử dụng tác vụ nhẹ, nó sẽ sử dụng ưu tiên iGPU, còn khi các bạn vào trong game sẽ được kích hoạt GPU rời. Eco Mode là một tính năng cực kỳ hay dành cho những bạn muốn tiết kiệm pin ở trên laptop, tức là khi này máy sẽ disable hoàn toàn GPU rời, chỉ sử dụng iGPU để xuất hình cũng như là xử lý tác vụ. Và cuối cùng đó chính là Optimize. Đây là một tính năng mà giúp cho các bạn vẫn sẽ sử dụng iGPU ở trong đa phần các tình huống. Tuy nhiên, nếu như các bạn vào trong một số những cái ứng dụng nặng thì máy khi này sẽ kích hoạt lại cái con GPU đã bị nguội lạnh và ngủ đông. Khi này thì máy của các bạn vừa tiết kiệm được pin nhưng vẫn vừa có một cái hiệu năng mạnh mẽ. Với cá nhân mình thì khi ra ngoài đường mình sẽ sử dụng tính năng Eco Mode để tiết kiệm điện, còn về nhà sẽ sử dụng Ultimate để có thể gia tăng hiệu năng tối đa khi gaming. Còn bạn thì sao?